Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn click vào video của Nhuận Honda Hồng Đức nha. Thì hiện tại Nhuận đang có mặt ở Honda Hồng Đức 10 với địa chỉ quen thuộc là ấp Chào Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì trong clip ngày hôm nay thì Nhuận sẽ cập nhật lại tất cả những phiên bản màu độ mới nhất của dòng xe Way Alpha nha các bạn. Thì ở đây là có những cái màu sơn độ rất là nhiều luôn nha các bạn. Thì trong clip ngày hôm nay thì Nhuận sẽ tổng hợp lại giá của tất cả sản phẩm nè, chương trình khuyến mãi nè và chương trình trả góp dành cho các bạn luôn nha. Thì trong clip hôm nay thì Nhuận sẽ tóm gọn những chương trình, ví dụ như là chương trình dành cho sinh viên nè, hỗ trợ giá dành cho sinh viên, hỗ trợ cho công nhân và chương trình hỗ trợ là thu cũ nuôi mới ha. Đó, tất cả chương trình khuyến mãi tại cửa hàng nha các bạn. Thì trên màn hình các bạn đang xem chính là những phiên bản màu độ nè. Đầu tiên là phiên bản màu xanh nhám nha các bạn. Thì nếu như các bạn mình thích cái phiên bản những cái tông màu nhám của dòng cao cấp á, thì các bạn có thể lựa chọn phiên bản này ha. Thì phiên bản này sẽ giống như cái phiên bản của Vision, phiên bản đặc biệt đó các bạn, phiên bản màu xanh đen á. Thì đây là cửa hàng bên mình sẽ độ lại phong cách theo của Vision ha. Nhìn cái màu sơn mình rất là nhám tay, rất là đẹp ở phiên bản này. Các bạn thích những cái phiên bản màu độ đặc biệt này á thì các bạn bắt buộc phải tới cửa hàng bên mình. Tại vì cửa hàng bên mình là sẽ tiên phong về vấn đề là màu sơn độ nha. Các bạn nào thích những phiên bản màu độ mà nhiều dòng xe lựa chọn á thì mình phải đến cửa hàng bên mình để lựa chọn nha. Đó, nếu mình có nhu cầu mua xe mà mình không đến cửa hàng bên Nhuận á thì đó là một sự hối tiếc cho bạn nha. Rất là nhiều luôn, SH độ nè, rồi Winner X độ nè, Vision độ màu nè, rất là nhiều luôn các bạn. Đó, bên kia là AB độ đó các bạn ha. Thì đây, hôm nay là chủ đề của Nhuận là quay xe cho các bạn là dòng xe Way Alpha ha. Đây là phiên bản màu xanh nhám nè, nó xanh nhám là nguyên con nha các bạn, từ trước ra làm sao luôn. Nó có cái bộ tem, đây là tem, là tem dán nha, không phải là tem sơn nha. Đó, rồi kế tiếp là có phiên bản màu xám xi măng ha các bạn. Thì ở phiên bản màu xám xi măng này á, nó sẽ ngã về cái phiên bản màu xanh tí xíu đó. Thì mấy chiếc này á, thì khi mình ra cái hồ sơ á, thì nói chung là mình đăng ký hồ sơ á, thì nó sẽ ra cái màu sẽ đúng như cái trên cà vẹt luôn, cho nên các bạn cứ yên tâm mình sử dụng nha các bạn. Màu này á, là bên cửa hàng bên mình sẽ độ những chi tiết nhỏ, ví dụ như là logo Honda nè, màu vàng đồng, và những chi tiết ví dụ như là những cái tem, những cái đường chéo trên đây rất là đẹp luôn nha các bạn. Sơn hết, đây là những chi tiết sơn nha, ở phiên bản này là phiên bản sơn nữa ha, sơn tem đó. Đó, một cái có bộ tem 110 ở vị trí này, phần trên nó là màu cam, phần dưới là màu đen ha. Nó giống như là 3D đó các bạn, rất là đẹp ha. Ở đây có một bộ tem nè, ở đây thì rất là khó nhìn nè, nhưng sẽ quay vị trí này cho các bạn dễ xem nè. Đó, chữ Way Alpha cực đẹp luôn. Các bạn nào thích quay Nhuận quay chi tiết hơn á thì Nhuận sẽ cái việc kết bạn Zalo với Nhuận nha. Nhuận sẽ quay chi tiết trên Zalo cho các bạn xem, tại vì hôm nay là quay rất là nhiều xe cho nên là mình không có quay chi tiết được nha. Rồi, kế tiếp là cái cũng là cái phiên bản độ luôn. Đây là phiên bản màu độ, nó sẽ thuộc về màu đỏ nhiều hơn ha. Đỏ, trắng, bạc. Thì cái phiên bản này khi mà mình ra mà cái chi tiết trên cà vẹt á, nó sẽ ra đỏ, trắng, bạc ha. Bạc, trắng, đỏ giống nhau, yêu cầu có trên giấy là như nhau hết. Đây rất là đẹp luôn các bạn. Phần đầu là phần đỏ nè, ở dưới này có nhiều cái tem hơn. Thì các bạn nào thích những cái tem dạng như là cái tông dạng như là nhiều màu sơn hơn, có thể là lựa chọn phiên bản này ha. Tem dòng này là tem sơn nha các bạn. Đây, trắng đỏ nha, cực đẹp luôn. Thì ở thời gian khoảng tháng 7 á, là dòng xe màu đỏ này là bên Nhuận bán rất là nhanh luôn. Ở phiên bản này có nhiều màu lắm, ví dụ như là đỏ nè, xanh nè, có phiên bản màu cam nữa, rất là nhiều nữa các bạn. Rồi, ở đây là phiên bản màu xanh xi măng ha. Phiên bản xanh xi măng này á, nó sẽ xanh xi măng nguyên con nha. Nó sẽ khác với cái phiên bản bên đây. Phiên bản bên đây là nó sử dụng là tem sơn, có những chi tiết rất là nhiều, còn bên đây là nó trơn nguyên con. Ví dụ như mình thích độ không mà không có thích độ tem này nọ thì lựa chọn phiên bản này ha. Đây là một cái bộ tem này, là tem này là tem dán nha, không phải tem sơn đó. Tại vì ưu điểm bên cửa hàng bên Nhuận thì độ theo hai loại tem sơn và tem dán luôn. Tại vì nhiều bạn là thích cái dòng tem sơn, cũng có bạn thích tem dán. Tại vì mình khi mình mua dòng này về mình có thể là độ theo phong cách riêng của mình, ví dụ như tem độ bên ngoài, hay là thích theo mình tạo những cái bộ tem khác của dòng xe Way Alpha đó, thì đó, các bạn có thể lựa chọn dòng này ha. Đây là cái phiên bản màu xanh dương nè các bạn, đó, xanh trắng bạc ha, rất là đẹp nha các bạn. Đây, nếu như các bạn mình đang là bạn bè với nhau thì hoặc là cặp bồ với nhau, mình có thể lựa chọn bản này. Đây, xanh với đỏ, hai phiên bản nó khá là giống nhau. Đây, bạn bè chơi chung đều mua hai xe cái màu giống nhau là chuyện bình thường nha các bạn. Đó, rồi kế tiếp là phiên bản màu bạc nè. Phiên bản màu bạc này giống như cái phiên bản của Way 100 đó các bạn. Mình thích những phiên bản này á, thì cửa hàng bên Nhuận đã độ lên phiên bản mà này có sẵn nha. Tất cả những phiên bản này là có sẵn hết và số lượng cũng khá nhiều. Mình có thể là kết bạn Nhuận hoặc là
chuyển cọc cho Nhuận trước để Nhuận có thể là giữ hàng đối với các bạn nào ở xa ha. Xám nguyên con nè các bạn. Rồi kế tiếp là phiên bản màu xám xanh. Xám xanh, xám xanh này nó giống như cái màu khoai môn á. Đây, nó rất là đẹp luôn ha. Các bạn nào cần Nhuận quay chi tiết hơn có thể là cách chủ động các bạn Zalo, Nhuận sẽ quay chi tiết ha, hoặc là gọi trực tiếp qua Zalo cũng được nha các bạn. Rồi, kế tiếp là cái phiên bản màu đỏ đô nha các bạn. Thì phiên bản này nó giống như chiếc phiên bản của Quay 100 đó, Nhuận đã nhắc ở cái phiên bản màu bạc á. Đây. Rất là đẹp nha các bạn. Phiên bản đỏ đô rất là nhiều. Rồi, kế tiếp cái phiên bản cuối cùng chính là cái phiên bản màu xám nè. Xám bản giới hạn nha. Các bạn thích cái phiên ở thời gian trước á là Nhuận gọi cho Nhuận rất là nhiều phiên bản xám giới hạn nè. Đó, rất là đẹp nè các bạn. Có những chi tiết rất là đẹp ha. Ở chi tiết này nó giống như là cái những cái bộ tem 3D các bạn ha. Ở đây là một cái chi tiết phản quang nha. Cái này là nhìn xem nó sẽ rất là đẹp khi mình sử dụng trong ban đêm á. Thì có những ánh đèn chiếu vào những cái chi tiết này nè, nó sẽ làm cho xe mình nổi bật hơn ha. Nhuận sẽ quay về cái hông xe nữa thì Nhuận sẽ báo giá cho các bạn nha. Đây. Đây có một bộ tem nè. Limited Edition, phiên bản giới hạn màu nha các bạn. Rất là đẹp. Rồi, thì Nhuận sẽ báo giá cho các bạn nha. Thì dòng xe Quay Alpha hiện tại bên Nhuận á là nó có hai giá. Thứ nhất á là phiên bản màu trắng, đỏ, xanh. Thì giá hiện tại bên cửa hàng bên Nhuận á là 19.490.000. Thì cửa hàng sẽ hỗ trợ lại phí đăng ký biển số là 800.000 và đồng thời tặng cà vẹt. Nhuận xin lỗi. Tặng cái voucher là 500.000 để mình gắn phụ kiện tại cửa hàng bên Nhuận nha. Rồi. Kế tiếp á, là cái phiên bản màu đen thì nó bao gồm màu đen bóng và đen nhám á, thì giá hiện tại nó sẽ cao hơn 1 triệu đồng so với cái phiên bản hiện tại là 20.490.000. Còn các bạn muốn sở hữu những cái phiên bản màu độ như thế này nè thì mình phải bỏ thêm tiền độ nha. Tiền độ á, là Nhuận sẽ báo giá luôn là tiền độ của dòng này là 3 triệu đồng nha các bạn. Đó, những phiên bản này là 3 triệu đồng tiền độ và các bạn sẽ được chế độ bảo hành bên cửa hàng bên Nhuận là 3 năm nha các bạn. Thì trong 3 năm mình sử dụng cứ bình thường, nếu mà có bị bong chóc, bạc màu, lỗi nha màu sơn, mình có việc đem ra cửa hàng bên Nhuận trong hệ thống để được bảo hành hoàn toàn miễn phí, không tốn tiền nha các bạn. Đó là các bạn hưởng chế độ bảo hành màu sơn. Rồi thì Nhuận sẽ cập nhật về chương trình giảm giá cho các bạn nha. Thì đầu tiên á, là giảm cho sinh viên. Thì nếu như mình đang là sinh viên hoặc là học sinh đang lớp 12 thì điều kiện là từ 17 đến 27 sẽ giảm giá được là 700.000 và tặng thêm ba lô cao cấp của công ty Hồng Đức nha các bạn. Thì đó chương trình dành cho sinh viên. Thì nếu như là cha mẹ đứng tên cũng được nha các bạn, điều hợp lệ sinh viên đứng tên hoặc là cha mẹ đứng tên giùm. Còn trường hợp anh chị em là không được nha, chú bác là không được. Rồi kế tiếp là Nhuận phải cập nhật về cái chương trình dành cho công nhân. Thì nếu như điều kiện là cô chú anh chị đang là công nhân ở khu vực là khu công nghiệp thành phố Sóc Trăng sẽ được giảm giá là 500.000 chịu thăng trên giá. Thì điều kiện là mình phải có thẻ công nhân nha cô chú anh chị, hoặc là mình có cái bảng lương cũng được, không có thẻ, có tại vì có theo Nhuận biết là có nhiều cô chú mình không có thẻ công nhân khi làm ở khu công nghiệp á. Thì bắt buộc nói chung là cái hướng giải quyết rất là đơn giản, mình có thể là cung cấp bảng lương cho Nhuận thì Nhuận có thể là kiểm tra lại ha. Thì nếu mình hợp lệ này mình sẽ được giảm giá thôi chứ không có gì nha các bạn. Rồi thì chương trình kế tiếp là chương trình thu cũ đổi mới. Ví dụ như là mình đang có dòng xe đời cũ mình không sử dụng thì mình khó khăn bằng việc vấn đề là ví dụ bán lại hoặc là phân vân như thế nào á, thì có thể là đem lại cửa hàng bên Nhuận để tham khảo giá. Thí dụ mình hợp lý thì mình có thể là đổi giá, đổi xe luôn và mình được giảm giá 1 triệu đồng chịu thẳng trên giá nha. Đó chính là chương trình khuyến mãi thu cũ đôi mới. Thì Nhuận tổng hợp cho các bạn mình dễ hiểu nè. Sinh viên là giảm giá 700.000 tặng ba lô. Công nhân là 500.000 dành cho xe số và 1 triệu đồng dành cho tay ga và côn tay. Đó, thu cũ đôi mới giảm giá 1 triệu đồng ha. Thì đó là chương trình khuyến mãi. Rồi. Thì về cái phần quà tặng theo xe ha, khi các bạn mua xe trong thời điểm hiện tại á, mình sẽ được nhận quà tặng là bao gồm một nón bảo hiểm, một cái áo mưa, 2 lít rưỡi xăng, 6 lần kiểm tra định kỳ miễn phí, mình sẽ được giảm giá là 50% phí thay nhớt và đồng thời mình sẽ được tặng thêm là móc khóa thẻ VIP tại cửa hàng bên Nhuận luôn nha. Thì thẻ VIP á thì sau này mình mua xe mình sẽ được giảm giá thêm nha các bạn. Thì đó là cái thẻ VIP là giống như là thẻ khách hàng thân thiện bên cửa hàng bên Nhuận nha các bạn. Rồi thì kế tiếp là cái chương trình trả góp ha. Thì dòng xe này á thì cửa hàng bên Nhuận đang có chương trình là hỗ trợ trả góp từ 0 đồng, 20%, 10% rất là nhiều luôn. Các mình có chưa, nói chung là tất cả các móc rất là nhiều luôn. Cho nên là mình có nhu cầu mua xe trả góp á thì có thể là liên hệ với Nhuận qua số Zalo nha, 0964 234 878 thì Nhuận có thể là hỗ trợ cho bạn tính thử. Nói chung là mình chưa mua xe nhưng mình có thể là nhờ Nhuận tính thử cũng được, là trả trước bao nhiêu phần trăm vậy đó. Nhuận sẽ nhờ ngân hàng tính cho các bạn tham khảo ha.
Đó thì Nhuận sẽ hỗ trợ, cố gắng hỗ trợ hết mức để cái mình có thể là họ mình mua xe được. Và nếu như các bạn có nhu cầu lên hồ sơ online á, thì Nhuận sẽ có chương trình là hồ sơ lên hồ sơ online cho các bạn nha. Rồi thì cái clip báo giá của dòng xe Wenfa thì Nhuận sẽ kết thúc nha các bạn. Thì ngày hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2022 nha. Nếu mà kịp thì Nhuận sẽ post luôn trong ngày 28 ha. Rồi, xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip của Nhuận luôn ạ.